Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay cái ngã tư của đường Thống Nhất và đường Phan Đình Phùng thuộc quận Tân Phú. Hướng này là mình đi về chợ Tân Phú khoảng 150 m, thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường Phan Đình Phùng thuộc quận Tân Phú, vị trí kinh doanh cực kỳ đẹp, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Với cái diện tích là ngang 4m3 dài 14m, mình là căn gốc hai mặt tiền, đúc hai lầu. Dạ, từ vị trí căn nhà đi ra chợ Tân Phú là 150 m và mình đi ra chợ Tân Hương là khoảng 400 m. Đi ra khu vực Aeon siêu thị Nhật Tân Phú thì chưa đầy 1 km. Và cái tuyến đường Phan Đình Phùng này là cái tuyến đường rất là đẹp, đường nhựa 20 m, hai bên của vỉa hè trên 3 m. Khu vực này dân cư đông đúc sầm uất. Mình đi ra đường Lũy Bán Bích là khoảng 600 m và đi ra khu vực Đầm Sen là 1,6 km. Cái diện tích là ngang 4,3 m, dài 14 m, đúc 2 lầu, ở trên mái thái, sổ hồng riêng đầy đủ, vị trí kinh doanh đắc địa. Giá là 12 tỷ rưỡi, còn thương lượng ngân hàng thẩm định vay 70% tổng giá trị căn nhà. Tham quan căn nhà này trực tiếp và làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé.